Kính nhờ sẽ 16 câu. Ông Huỳnh Hiệp Hòa sướng Ngọc Quan Cảnh Nội Chủ Càn Khôn, Tam Nhất Vô Cùng Kiến Thúc Tôn, Âu Á Chiến Tranh Thùy Thắng Lợi, Kim Lê Uổng Tử Sát Hà Môn, Hà Môn Giáp Tý Giáng Lâm Trần, Đào Tạo Lương Tâm Khổ Não Dân, Xuất Hiện Mạng Chơn Huy Quyết Chiến, Cấu Ai Trị Địa Hội Quân Thần. Đức thầy quả là Thành Tha Ngũ Nội Nã Càn Khôn, Cái Thế Du Linh Mạng Thích Tôn, U Lịch Bá Trừ Nô Bích Lợi, Bính Lợi Tiền Đồ Lê Dị Đắc Giang Môn, Tam Thiên Lục Bá Giáng Lâm Trần, Khốc Tử Lang Tâm Biến Họa Dân, Tà Quái Hạ Quân Khai Ác Chiến, Ất Niên Bình Thự Kiến Quân Thần. Tất cả là 16 câu tất cả. Vừa ông Quỳnh Huệ hỏi 8 câu, Đức thầy hỏi 8 câu là tất cả 16 câu. Ông Hiệp Hòa hỏi đó. Vì bây giờ thì Nam mô A Di Đà Phật, kính chào toàn thể chư quý vị đồng đạo. Tuyệt tình nhân ơi, bây giờ Trung Quốc nó đang khoan dầu ở trong thềm lục địa, mình phản ứng dữ tợn nhưng mà Trung Quốc nó bác bỏ. Sáng nay phát ngôn viên của Trung Quốc nó lên truyền hình, nó nói rằng cái đó là của nó, dứt khoát là của nó không có bất chấp là cái sự của mình, nó không có cần biết, cái đó là của nó thôi. Cho nên là nó muốn lấy mình hết trơn rồi. Vì thế cho nên là đây là cái thực tế rồi, nó vô tới cái thềm lục địa mình luôn, nó làm. Thì kính thưa toàn thể chư quý vị đồng đạo, ở đây thì Sú Trọng hỏi 8 cái câu của Quỳnh Hiệp Hòa đáp hỏi và 8 cái câu của Đức Thầy đáp hòa. Ngọc Quan Cảnh Nội Chủ Càn Khôn, Tam Nhất Vô Cùng Kiến Thúc Tôn, Âu Á Chiến Tranh Thùy Thắng Lợi, Kim Lê Uổng Tử Sắc Hà Môn. Rồi cái bài là Hà Môn Giáp Tý Giáng Lâm Trần, Đào Tạo Lương Tâm Khổ Não Dân, Xuất Hiện Mạng Chân Phi Quyết Chiến, Cấu Ai Trị Địa Hội Quân Thần. Đức thầy mới trả lời là Thành Tha Ngũ Nội Nã Càn Khôn, Cái Thế Vô Linh Mạng Thích Tôn, U Lịch Bá Trừ Nô Bính Lợi, Tiền Đồ Lê Dị Đắc Giang Môn, Tam Thiên Lục Bá Giáng Lâm Trần, Khốc Tử Lang Tâm Biến Họa Dân, Tà Quái Hạ Quân Khai Ác Chiến, Ất Niên Bình Thự Kiến Quân Thần. Kính thưa toàn thể quý vị, đây là 8 câu nhưng mà nó hai bài Thất Ngôn Tứ Cú, cho nên là mình mỗi một bài có 4 câu thôi quý vị. Thì 4 câu thì mình giải 4 câu rồi mình sẽ chia sẻ 4 câu của Đức Thầy đáp họa, rồi sẽ nói 4 câu kế tiếp. Ông Quỳnh Hiệp Hòa hỏi rằng Ngọc Quan Cảnh Nội Chủ Càn Khôn, Ngọc là cái vật quý báu, Quan là ánh sáng, là một cái nhân vật á, một nhân vật là tốt đẹp, ý muốn chỉ Đức Thầy đó. Đức Thầy là một cái nhân vật, là một cái vị mà Phật Thánh Tiên gì đó, đã từ ở trên giáng lâm xuống. Cảnh nội là giữ gìn được cái chân tâm, tức là làm chủ được cái chân tâm. Cái cảnh đó nó là cái hình sắc, nội là ở bên trong. Cái ngài đã giữ được cái tâm thanh tịnh rồi và làm chủ được cái chân tâm rồi. Chủ là cái người đứng đầu, càn khôn là trời đất, tức là nhờ ngài chỉ dạy cho phương pháp giữ được cái chân tâm để thông hiểu được sự vận hành của tạo hóa và chứng đắc được đạo pháp cũng như ngài vậy. Nên cái ý của ông Quỳnh Hiệp Hòa, ông hỏi cái câu như thế. Xin ngài chỉ cho cái phương pháp gì để giữ gìn được cái chân tâm
và thông hiểu được sự vận hành của tạo hóa và chứng đắc được cũng như ngài vậy. Tam nhất vô cùng kiến thức tôn. Tam nhất, tam là ba nhất đứng đầu, ba ngôi Phật thánh tiên, ngài là chiếm một trong ba, cái ngôi á, Phật thánh tiên vô cùng, là tức là cái sự hiểu biết của ngài á, không bao giờ hết, không bao giờ tận. Kiến, hôm nay kiến là thấy, là gặp gỡ được ngài đây. Xin cho phép gọi ngài bằng chú, thúc là chú, tôn là cái bậc cao quý, ngài là xin kính ngài là một cái bậc chú, là cái bậc cao quý. Ngài tức là ngài là một trong ba ngôi Phật lão nho, sự hiểu biết của ngài nó không cùng tột. Xin cho phép gọi ngài bằng chú, là chú lớn đó. Xin hôm nay ông nói xin phép cho ông gọi Đức Thầy bằng chú lớn, vừa kính trọng Đức Thầy là cái bậc cao cả, mà vừa kính trọng ngài là cái bậc tôn quý, kêu gọi bằng chú. Giờ xin hỏi chú là Âu Á chiến tranh thùy thắng lợi. Âu Á đó tức là châu Âu và châu Á nó đang đánh nhau. Cháu xin hỏi chú vậy, châu châu Âu châu Á nó đang đánh nhau, chiến tranh đó tức là đánh nhau, thùy là ai, là nhân vật nào, là thắng lợi, ai thắng và ai thua. Xin chú cho biết coi, nó Âu châu châu Âu châu Á nó đánh nhau như vậy đó, mà ai thắng ai thua. Cháu xin hỏi chú, hai bên đánh nhau rồi cuối cùng là ai thắng ai thua. Kim Lê Uổng Tử Sắc Hà Môn. Kim là hiện nay, Lê là dân đen, là mọi người dân sống ở trong cái vũ trụ. Uổng Tử là bị chết một cách oan ức, là uổng phí, uổng là phí đó, là tử là chết, chết một cách oan ức. Sắc là bản văn, là Hà Môn là hỏi ở cái dòng phái nào ban ra cái sắc chỉ này để cho hai bên nó đánh nhau như vậy. Thì ông hỏi Đức Thầy như thế đó. Rồi bây giờ hai bên nó đánh nhau vậy mà do sắc chỉ của ai, hỏi của Ngọc Hoàng hay của Phật hay của ai đó, mà xin ông cho tôi biết, xin chú cho cháu biết rồi bây giờ do cái sắc của ai ban ra, của cái dòng phái nào, của cái tôn tôn giáo nào ban ra. Xin hỏi chú vậy chứ do lệnh của ai ban ra mà chiến tranh làm người vô tội phải chết oan ức như thế? Ông hỏi nhiều cái câu nó rất là ngạc hơn quý vị. Thì ngài là cũng như viên ngọc quý làm chủ cả trời đất, trong ba ngôi Phật Nho Lão ngài chiếm một. Xin cho phép cháu gọi ngài là bằng chú, vì hôm nay cháu xin hỏi chú rằng Âu Á nó đang đánh nhau như thế, ai thắng ai thua, mà hiện nay người dân vô tội khắp nơi phải chịu chết oan như vậy là do lệnh của ai ban ra? Ông hỏi rõ là do dòng phái nào, do cái dòng phái nào mà ban ra. Dòng phái đó tức là cái tôn giáo đó. Rồi Đức Thầy nói là thành tha ngũ nội nã càn khôn. Thành tha đó, thành đó tức là cái lòng mình, cái lòng mình nó thành, thì tha tức là mình, tha là cắt, là mài. Cái người mà nó còn có cái nghĩa là cái người thành lòng một cách tha thiết như vậy đó, mà muốn biết một cái sự gì đó mình đem để tập trung cái tâm trí mình một một cách tha thiết, đừng có để cho nó loạn động, thì mình sẽ thấu hiểu được cái sự việc đó. Bởi vì ai cũng có giống ai vậy thôi. Thành tha ngũ nội, ngũ nội là năm cái món ở bên trong đó, làm con người, sinh ra làm con người ai cũng có tim gan phì tỳ phế thận giống nhau vậy. Nhưng nã là truy đuổi, càn khôn là trời đất. Làm con người ai cũng có năm cái món ở bên trong giống như nhau, tức là tim gan tỳ phế thận, nhưng nếu người nào thành lòng tha thiết thì sẽ đuổi kịp càn khôn vũ trụ, tức là thấu hiểu được cái càn khôn vũ trụ. Nếu mà mình thành lòng á, mình chịu tìm hiểu á, thì mình sẽ thấu hiểu được cái sự vận hành của tạo hóa. Đức Thầy cho biết vậy đó, là con người ai cũng có năm món tim gan tỳ phế thận giống nhau, nếu thành lòng tha thiết sẽ đuổi kịp, tức là biết được sự vận hành của tạo hóa.
Đức thầy cho ông hiểu vậy đó. Cái thế vô linh mạng thích tôn, cái là cái bao trùm thế là đời, cái bậc giác ngộ, cái bậc Phật, cái bậc giác ngộ là trí tuệ trùm đời. Vô là không, linh là ứng nghiệm, linh ứng vô cùng chứ không phải là không hiểu biết đâu. À, cái bậc mà trí tuệ trùm đời rồi đó là cái sự linh ứng vô cùng chứ không phải là không hiểu. Mạng là dẫn số, Thích Tôn tức là Phật Thích Ca, và cái Phật Thích Ca là tại vì á, cái bậc Liễu Đạo là trí tuệ trùm đời, suốt cõi đời không ai sánh kịp, linh ứng vô cùng, nhưng vì dân mệnh lệnh của Phật Thích Ca cho nên ngài phải tùng theo thiên lý. À, Đức thầy trả lời cho ông Quỳnh Hiệp Hòa nói rằng là cái bậc trí tuệ trùm đời là biết được hết cái sự vận hành của tạo hóa, nhưng tại vì ngài ra đời là dân cái sắc lệnh của Phật Thích Ca cho nên ngài phải tùng theo thiên lý, đợi cho đến cái cơ trời đúng lúc rồi ngài mới cái thi hành phận sự ngài, chứ còn bây giờ thì ngài chưa có làm được gì, chứ không phải là cái việc xảy ra đó mà ngài không có biết đâu. U lịch bá trừ nô bính lợi. U lịch, u là mờ ẩn, lịch là trải qua, bá trừ là 100, trừ là loại bỏ, trải qua chừng 100 năm thì sẽ làm cho nó mất đi. Cái người mà ẩn danh ẩn cư đó quý vị, thì Đức thầy ý muốn nói u lịch là cái là mờ ẩn. Bởi vì Đức thầy ra đời đó khi mà khai đạo giải đời một thời gian ngắn rồi ngài phải ẩn danh ẩn cư, trong cái thời gian ẩn danh ẩn cư đó ngài chu du đi giáo hóa chúng sanh khắp cõi Ta Bà, nhưng lúc đó không ai biết ngài ở đâu đó. Và không ai biết ngài ở đâu mà tìm, thì cái người u lịch đó có cái sứ khi có đúng cái cơ thiên định thì cái người mà ẩn danh đó sẽ xuất hiện, sẽ thực hành có kết quả. Nô là người đầy tớ. Bính lợi, bính lợi là bính là cái căn căn thứ ba, là muốn nói là cái năm bính, lợi là những điều có ích, năm bính sẽ thành công, nhưng mà không có nói rõ là năm bính nào. Cho nên là đến năm bính đó thì cái người ẩn dạng nó sẽ xuất hiện, sẽ có 100 cách để loại trừ nó. Hay là non 100 năm, cái câu này nó có hai ý nghĩa. Cái thứ nhất là có 100 cách trừ nó, hay là non 100 năm người có sứ mạng sẽ thành công. Đó là cái thiên, đó là cái cơ thiên định như vậy. Thì Đức thầy cho biết đó, cái sứ mạng của ngài ra đời thì chỉ non có 100 năm mà là nó sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ. Nhưng mà không nói rõ. Chỉ nói như vậy để cho mình đoán thôi. Không có tới 100 năm đâu, chỉ non 100 năm thì ngài sẽ làm xong nhiệm vụ của ngài rồi. Tiền đồ lê dị đắc giang môn. Tiền là trước, đồ là cái mưu tính tương lai của nước nhà. Lê dị là cái ngôi vị của nhà Lê. Đắc là được. Giang môn, giang là sông, môn là cửa, nơi ra đời của bậc đại giác. Đến cơ thiên định, Thánh Chúa sẽ xuất hiện, đem lại hòa bình cho thế giới. Ngài nói là đến cái cơ thiên định đó, Ngài sẽ xuất hiện, đồng nghĩa với cái Thánh Dương cũng xuất hiện và đem lại cái hòa bình cho thế giới. Cho nên Ngài dạy là nếu mà mình thành lòng tha thiết đó, thì sẽ đuổi kịp càn khôn vũ trụ, tức là mình biết được cái sự vận hành của tạo hóa một cách khác thường và linh ứng vô cùng. Đó là chân mạng của Thích Đạo. Chỉ non 100 năm nữa là ta thoát ách nô lệ, nhờ có con sông báo, tức là nơi bậc đại giác lâm phàm. Đến cơ thiên định ta sẽ có 100 cách để loại trừ nó. Rồi, kính thưa quý vị, đó là cái bài thứ nhất mà ông Quỳnh Hiệp Hòa hỏi và Đức Thầy đáp họa. Và nơi đây là cái bài này là Đức ông Quỳnh Hiệp Hòa đó vừa hỏi đạo lý mà vừa hỏi thiên cơ. Hai cái câu trên đó thì ổng nói Đức thầy làm cái bậc Phật Thánh Tiên gì đó lâm phàm,
đã làm chủ được cái tâm của mình rồi. Và Đức Thầy ở đây cũng nói rõ, mà chỉ nói như thế thôi. Vì đến cơ thiên định thì chị Ngài có 100 cái cách trừ nó. Là ra đời bất chiến, nổi tiếng từ bi, lời lẽ ráng ghi, thành công êm thấm, có lắm người yêu. Và non 100 năm cũng trong cái câu đó, mà non 100 năm thì Ngài sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ. Tính từ khi Ngài ra đời, Ngài lãnh sứ mạng. À, xin hỏi cái xin chia sẻ cái bài thứ hai. Hà môn giáp tý giáng lâm trần. Hà môn, hà là hỏi, môn là cái dòng phái. Xin hỏi vậy chứ cái võ đường hay là cái dòng phái hay là cái tôn giáo nào mà năm giáp tý đó là cái can đầu của chỉ na cái can đầu của cái dòng giáp tý đó, 60 năm đó. Thì cái giáp tý là chỉ cái can đầu của một cái chu kỳ của 60 năm. Giáng lâm là giáng là ở trên xuống, lâm là đến, là đấng thiêng liêng đã lâm phàm. Trần là nơi cõi chúng sanh đang ở, trần là bụi bặm nơi cõi chúng sanh đang ở. Vì sao năm giáp tý lại có đấng thiêng liêng lâm phàm? Có phải là do cái cơ trời mà có đấng thiêng liêng lâm phàm không? Hỏi ý ông hỏi vậy, đào tạo lương tâm khổ não dân. Thì ổng cứ nghĩ là cái năm giáp tý đó là có cái một cái đấng thiêng liêng ở trên lâm phàm. Nhưng mà lát nữa mình sẽ nghe đức thầy trả lời cho ổng coi có phải không. Đào tạo lương tâm khổ não dân, đào tạo đó tức là rèn luyện, tập luyện đó, làm cho nên cái gì đó, tức là giáo hóa cho người thành cái con người, để thành cái con người hữu dụng. Lương tâm, lương là tốt đẹp, tâm là lòng, tấm lòng tốt đẹp. Khổ não là đau đớn, là phiền muộn, suy nghĩ lao lung. Dân là người dân, dạy chúng sanh tu trở thành người lương thiện, nhưng người dân khổ không ai cứu. Xuất hiện mạng chơn phi quyết chiến. Xuất hiện là hiện ra cho mọi người thấy, nói là Đức Thầy xuất hiện ra. Mạng chơn là cái người có cái số phận, có cái chơn là cái mạng thật, là ngay cái con người ngay thật, người có chơn mạng làm vua. Ý ổng nói Đức Thầy là có chơn mạng làm vua. Phi là không chánh đáng, quyết chiến nhất định phải đánh nhau. Tại sao xuất hiện người có chơn mạng lại không chịu đánh giặc? À, nói là Đức Thầy là có cái chân mạng của đấng thiêng liêng ở trên xuống, mà tại sao xuất hiện ra rồi mà giặc bây giờ nó đánh bốn phương vậy, mà ông là cái người có chân mạng đó, tức là ông là vua mà ông sao không chịu ra đánh giặc. Ý ông hỏi Đức Thầy như thế. Rồi cấu ai trị địa hội quân thành, rồi cấu là kết thành. Ai là đau đớn sự thương cảm sâu sắc. Trị địa là đem lại cái trật tự khu vực, đem lại cái hòa bình. Hội là nhóm họp. Quân thần là vua tôi. Lấy ai đem lại hòa bình cho nhân loại chúng sanh hiện nay phải chịu đau khổ chết chóc vì chiến tranh như vậy? Thì bây giờ nếu ông là có cái chân mạng như thế, mà lại có đấng thiêng liêng, có lệnh có ở trên đi xuống, mà tại sao ông xuống đây rồi ông không đánh giặc? Vậy đó, ông hỏi Đức Thầy ngặt vậy đó. Vì sao năm Giáp Tý lại giáng lâm trần làm khổ sở cho dân chúng, xuất hiện người không đánh giặc, lấy ai để bình thiên hạ, trong khi sanh linh đang đồ thán đau đau khổ thê lương như vậy? Thì Đức Thầy trả lời cho ổng là cái câu mà Hà môn Giáp Tý giáng lâm trần đó, thì Đức Thầy trả lời là Tam thiên lục bá giáng lâm trần, năm Giáp Tý không có một cái vị Phật thánh tiên nào lâm phàm hết trơn. Mà cái đó là do cái Tam Thiên Lục Bá nó lâm phàm, chứ không phải là do các cái bậc cứu đời lâm phàm. Cho nên là Đức Thầy xác nhận với ổng là cái ông hiểu như vậy là không có đúng rồi. Cho nên là không có phải do một cái tôn giáo nào, một cái dòng phái nào trơn á. Ở đây là cái Tam Thiên Lục Bá nó giáng lâm trần là 3.000, Tam Thiên là 3.000, Lục Bá là 600. Giáng là xuống, là đến từ trên cao xuống thấp. Trần là cõi chúng sanh đang ở. 3.600 cái hung tinh xuống cõi thế gian gây đau thương chết chóc cho nhân loại.
Đức thầy trả lời ổng á, đây không phải cái dòng phái nào, trên cũng không phải cái tôn giáo nào, mà do là cái các cái hung tinh nó xuống rồi năm Giáp Tý nè, cái đầu cái Hạ Quân á, là cái Tam Thiên Lục Bá nó xuống, chứ còn tới năm Kỷ Mão thì Đức thầy mới mới ra đời. Khốc Tử Lang Tâm Biến Quả Dân, Đức thầy nói là cái 3.600 cái hung tinh nó xuống, nó trải đều khắp ở trên thế giới, nó làm lãnh tụ, nó làm những cái nhân vật quan trọng vậy đó, nó gây đau thương chết chóc cho cả nhân loại. Khốc Tử Lang Tâm Biến Quả Dân, khốc tử là cái người chết rồi chảy nước mắt làm cho cái người sống phải đau buồn khổ sở vậy. Lang tâm, lang là chó sói, tâm là lòng, cái lòng nó độc hại như con thú dữ vậy, như con chó sói vậy đó. Biến là thay đổi khác thường, quả dân là đem tai họa lại cho người dân lành. Lòng hung dữ như chó sói gây tai họa chết chóc cho cái người dân vô tội, chứ không phải một cái không không có cái sắc lệnh của ai mà sai một cái vị cứu đời nào xuống ở cái năm đó. Tà quái Hạ Quân khai ác chiến, Đức thầy trả lời cho ổng á, cái bị ổng hỏi là xuất hiện mạng chân phi quyết chiến, tại sao ông xuất hiện mà ông không đánh giặc, thì Đức thầy nói là tại vì tà quái Hạ Quân Quân khai ác chiến. Tà quái là cái người cái lòng không có ngay thẳng, nó quỷ quái lạ thường. Hạ Quân là cái quân cuối của trong cái Lý Tam Quân. Khai là mở rộng, ác chiến là hung tợn, đánh nhau dữ dội. Yêu ma quỷ quái xuất hiện đánh nhau khắp nơi, gây tan thưa tan tóc cho nhà sanh linh. Đức thầy trả lời cho ông biết vậy đó. Ất niên Bình Thự Kiến Quân Thần, thì Đức thầy mới nói là năm Ất là bình, bình là bằng phẳng, thự là giết, là ký, là làm cho yên ổn. Cái năm Ất đó, cái cơ thiên định, cái năm Ất đó thì ngài mới xuất hiện, ngài làm cho bình cái cuộc chiến được. Kiến là thấy gặp gỡ, quân thần là vua tôi, ngài xuất hiện thì đồng nghĩa với Thánh Dương cũng xuất hiện đó. Thì thành ra mới lúc đó mới đem lại hòa bình cho thế giới được. Đến năm năm Ất sẽ có người làm bình cuộc chiến, vua tôi sẽ được sum họp. 3.000, Đức thầy cho biết là 3.600 cái hung tinh đã xuống trần gây chiến tranh khắp thế giới, lòng dạ độc hại như chó sói, làm chết quan dân lành vô tội khắp nơi. Đến năm Ất có người hóa giải hết binh đao, số trời định như vậy, chúa tôi sẽ gặp mặt. Đức thầy cho ông biết vậy đó. Kính thưa toàn thể chư quý vị đồng đạo, thì qua hai cái bài của ông Quỳnh Nhật Hòa hỏi và hai cái bài của Đức thầy đáp họa, thì cái sự hiểu biết của tôi đó thì tôi trình bày như trên. Bây giờ tôi xin trả mic lại cho Phú Lâm, đồng thời là mời một cái vị khác lên để chia sẻ thêm ha. Bây giờ tôi có gói quà mà tôi không biết mở làm sao nè quý vị.